Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin Công nghệ Mobile City. Bản tin được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Và không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ sẽ là những tin chính có trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng điểm qua thông tin đầu tiên trong ngày hôm nay. Apple sẽ phân cấp cả cổng kết nối trên dòng iPhone Pro. Apple đã bắt đầu phân cấp rõ rệt giữa hai dòng tiêu chuẩn và Pro trên thế hệ iPhone 14 bằng cách sử dụng hai bộ vi xử lý khác nhau, và ranh giới này sẽ tiếp tục được đào sâu hơn nữa khi nhà táo đang tính toán về tốc độ truyền dữ liệu của cổng kết nối. Theo nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo tiết lộ, Apple có thể sử dụng cổng USB-C tốc độ cao cho các mẫu iPhone Pro vào năm tới. Còn đối với iPhone 15 và iPhone 15 Plus tiêu chuẩn, USB-C có thể chỉ đi kèm với tốc độ USB 2.0. Nó khá tương tự với Lightning hiện tại. Bên cạnh việc sử dụng cổng USB-C khác biệt, vốn đã trở thành yêu cầu bắt buộc theo luật mới của Liên minh châu Âu, iPhone 15 Pro còn dự kiến sẽ có RAM 8GB cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra thì có khả năng các mẫu iPhone Pro vào năm tới sẽ loại bỏ nút nguồn và âm lượng vật lý để thay bằng các nút thể rắn. Dòng iPhone 15 dự kiến sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm sau, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về điều này. Chúng ta cùng chuyển qua tin tức tiếp theo. Tiết lộ lần cuối cùng Samsung trang bị chip Snapdragon cho flagship. Các sản phan đang mong chờ dòng S23 mới. Có lẽ là từ lễ ra mắt của dòng S10 thì họ mới được trải qua cảm giác này thêm một lần nữa, bởi thế hệ flagship tới đây của Samsung được đặt cách trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 phiên bản đặc biệt. Tuy nhiên, nó cũng có thể đánh dấu là lần cuối cùng Snapdragon xuất hiện trên dòng Galaxy S bởi kế hoạch mới nhất của Samsung. Theo báo cáo mới từ Leaker Corner, Samsung đang hợp tác với nhóm Tensor của Google và nhóm đồ họa của AMD để tạo ra một vi xử lý mới, cung cấp sức mạnh cho các điện thoại cao cấp của dòng S. Thử nghiệm và việc thương mại hóa sẽ được bắt đầu vào năm 2024. Về chip mới thì nó sẽ bao gồm 2 lõi Cortex-X hiệu suất cao, 4 lõi tập trung vào hiệu suất chạy ở tốc độ xung nhịp thấp hơn và 4 lõi tiết kiệm năng lượng. Sơ đồ được chia sẻ cho thấy GPU AMD sẽ được đưa vào chip để xử lý các tác vụ nặng về đồ họa. Hầu hết các chip dành cho smartphone hiện nay đều được sản xuất bằng quy trình 5 nanomet hoặc 4 nanomet. Tuy nhiên, với việc chip mới của Samsung sẽ chỉ xuất hiện vào năm 2024, nên nó có thể được sản xuất bằng tiến trình 3 nanomet, thậm chí là 2 nanomet. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, rò rỉ cấu hình của flagship EQ. Bên cạnh EQ 11 series hỗ trợ Snapdragon 8 Gen 2, công ty cũng đang phát triển hai flagship khác là EQ Neo 7S và Neo 7SE. Trong số đó, EQ Neo 7S sẽ chạy Snapdragon 8 Plus Gen 1 với RAM lên tới 16GB, nhưng do giá của con chip Qualcomm đắt hơn Dimensity 9000 Plus nên nếu EQ Neo 7S ra mắt thì giá có thể sẽ đắt hơn cả EQ Neo 7. Đây cũng sẽ là cơn đau đầu dễ chịu dành cho người dùng khi họ phải phân vân giữa hai bộ xử lý top đầu hiện nay. Đối với sản phẩm còn lại là EQ Neo 7SE, máy sở hữu thiết kế được cho là giống hệt EQ Neo 7 mới ra mắt. Chiếc điện thoại sẽ chạy chip Dimensity 8200 mới nhất của MediaTek kết hợp với RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB. Hiện tại thì MediaTek vẫn chưa ấn định thời điểm phát hành Dimensity 8200. Rất có thể con chip mới sẽ được giới thiệu cùng với EQ Neo 7SE trong thời gian tới. Ok, vậy là vừa rồi mình và các bạn đã cùng điểm qua 3 thông tin công nghệ đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.